Âm nhạc là ngôn ngữ của trái tim. Khi khách hàng chọn lựa Minh Phụng Music, các bạn không chỉ mua một sản phẩm nhạc cụ mà còn đang tìm kiếm một người bạn đồng hành trên hành trình khám phá thế giới âm nhạc. Mỗi cái đàn, mỗi bản nhạc như một tác phẩm nghệ thuật mang theo những câu chuyện và cảm xúc riêng biệt. Ngay lúc này đây, tại chi nhánh 98 Bành Văn Chơn, các bạn hãy cùng mình xuống hàng nhé. Bên trong thùng tải chính là những kiện đàn piano điện dành cho người mới, KS1 Bluetooth với trang bị 88 phím đàn, 5 mức độ cảm ứng lực nhấn, 128 polyphony, 20 âm sắc cùng khả năng kết nối Bluetooth MIDI. Đây là các cây piano điện di động B25 với 4 cấp độ cảm ứng lực nhấn, dữ liệu đa dạng, 162 polyphony, 128 âm sắc và 58 bài hát, nhiều thể loại. Toàn bộ đàn piano đã xuống hàng. Bây giờ sẽ đến những model organ nào, cùng mình khám phá nhé. Đầu tiên là những thùng organ K100 có đến 4 phiên bản màu đẹp mắt cùng thư viện đa dạng và micro. Tiếp theo sẽ là organ K360, nâng cao kỹ năng của người chơi với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn. Đặc biệt nhất chính là bộ tiếng dân tộc Việt Nam. Hàng trên xe đã được mang xuống nhanh chóng. Bây giờ các bạn nhân viên sẽ dùng thang vận chuyển đàn vào kho. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng buổi về hàng hôm nay của team tại chi nhánh Bành Văn Chơn, Tân Bình. Và mình rất vui khi nhận được những đánh giá tích cực về sản phẩm và dịch vụ. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại comment dưới video. Hãy đến trải nghiệm những chương trình ưu đãi hấp dẫn cùng các quà tặng đặc biệt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.